chương trình Nhịp cầu nhân ái, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre đã phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ tỉnh chuyển tiền ủng hộ của quý nhà hảo tâm đến các hoàn cảnh phát sóng Nhịp cầu nhân ái. 10 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do bản thân hoặc có người thân lâm cảnh ốm đau bệnh tật, tai nạn phát sóng trong chương trình Nhịp cầu nhân ái tháng 6 tháng 7 năm 2023 đã được nhận tiền hỗ trợ 122.810.000 đồng là tổng số tiền hỗ trợ từ nhà hảo tâm mà các gia đình được nhận trong đợt này. Trong đó, địa chỉ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre và Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre tiếp nhận 98.010.000 đồng. Hội chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre tiếp nhận 24.800.000 đồng. Ngoài ra, trong tháng 8 năm 2023, Công ty Cổ phần Đông Hải, khu công nghiệp Giao Long cũng đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre hỗ trợ cho 10 hoàn cảnh phát sóng Nhịp cầu nhân ái với tổng số tiền 50 triệu đồng.